Quay trở lại với huấn luyện viên Mai Đức Chung thì chú có ý định là sẽ lập một cái trung tâm bóng đá nữ không ạ? Bởi vì câu hỏi này cháu nghĩ là chú đã được hỏi rất là nhiều, và nếu như lập một trung tâm bóng đá nữ thì chú mong muốn ở đấy nó sẽ có những cái điều kiện gì? Vừa rồi là tôi ở trong hội đồng huấn luyện viên quốc gia thì là cũng có đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ thành lập ra 3 trung tâm bóng đá nữ. Tại vì bóng đá nữ của chúng ta rất là ít, mới có một trung tâm tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam thôi, mà chúng ta còn thiếu 2 trung tâm ở 2 cái khu vực. Tôi nghĩ là có rất nhiều vận động viên mà chúng ta chưa khai thác hết miền Trung, một có thể ở Huế, hai ở Đà Nẵng, và ba nữa ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở phía miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Tôi nghĩ hiện nay có rất nhiều các cháu muốn tham dự, nhưng mà phải đi từ Kiên Giang hoặc là Đồng Tháp ra Thành phố Hồ Chí Minh để hội quân, hoặc là từ miền Trung Quảng Ngãi ra đến Hà Nội này, rõ ràng là một cái rất là bất cập. Thế tôi muốn là đề xuất với lại lãnh đạo Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ mở ra 2 trung tâm thế để cho các bạn ấy, các cháu ấy có cái nhiều cái điều kiện tập luyện hơn nữa. Đấy là một cái. Chứ còn bản thân tôi thì là hiện nay chưa đủ cái điều kiện kinh tế để mà mở được. Mà tôi có thể hỗ trợ cho một vài cái trung tâm có cái bóng đá cộng đồng. Thì tôi cũng có mặt rất nhiều nơi rồi, mấy cái cộng đồng rồi, thì tôi cũng hỗ trợ về tinh thần, rồi hỗ trợ về kỹ thuật, hoặc là những một vài trái bóng cho các bạn, tặng các bạn thôi. Thì đấy là một cái mà nhỏ nhỏ nhưng mà cũng góp sức để làm thế nào cho bóng đá nữ của chúng ta được phát triển nhanh hơn. Vâng, tức là chúng ta sẽ có một cái kế hoạch về 3 trung tâm bóng đá nữ đúng không, tại 3 miền, để là cho các bạn có mong muốn có thể đến đấy để tuyển và học tập và thi đấu đúng không ạ? Xin cảm ơn chú ạ. Vậy thì với cái quá trình mà chú huấn luyện cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam như thế thì cháu muốn hỏi một chút về cái chế độ dinh dưỡng dành cho các vận động viên thì nó có gì đặc biệt không so với đội nam chẳng hạn, bởi vì chúng ta biết rằng là cái sự đầu tư thì nó không thể nào lớn như là với đội nam. Và các bữa ăn của các bạn thì chú có thể ví dụ một cái bữa ăn của các bạn này nó sẽ gồm có cái gì không ạ? Vâng, có lẽ là nói về dinh dưỡng thì chúng ta còn phải khắc phục rất là nhiều. Và nhất là có bác sĩ, phải có bác sĩ chuyên chăm lo về dinh dưỡng cho vận động viên. Hiện nay chúng ta chưa có. Đấy thì đấy là một cái mà rất là khó khăn, và chúng tôi cũng đang đề nghị, nhưng mà liên đoàn cũng đang hết sức cố gắng nhưng mà chưa thể mà thực hiện được. Thế còn bữa ăn của chúng tôi thì cũng như là bữa ăn bình thường của mọi người thôi, có thể nó hơi nhiều hơn một chút. Đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ những cái thức ăn đó thì vẫn chưa đủ được, mà phải có bác sĩ dinh dưỡng chấm từng cái món thức ăn một. Thì là ví dụ như món thịt gà luộc chẳng hạn, tôi nói ở đây rất là cụ thể, thịt gà luộc nó cho bao nhiêu kilocalo cho vận động viên một bữa. Đấy, ví dụ, hoặc là món thịt bò xào nó cho bao nhiêu, và tất cả cộng lại những cái đấy thì có đủ năng lực cho một buổi tập hay không. Tức là người ta phải tính toán kỹ từng như thế một. Nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta cũng còn khó khăn. Thế là còn nhiều môn nữa và còn nhiều các lứa khác nữa thì chúng ta cũng chưa thể lo được. Và chúng tôi cũng hết sức thông cảm thôi. Trong cái điều kiện như vậy chúng tôi cũng cố gắng khắc phục. Nhưng mà động viên các bạn là gì? Cố gắng ăn nhiều thức ăn lên. Có thể cơm ăn vừa phải thôi. Ăn nhiều thức ăn lên thì nó cũng tăng chế độ dinh dưỡng lên một chút để nó bù đắp cho những cái bữa tập chúng ta và những cái thời tiết nắng nôi như thế này. Giống như một người cha vậy, rất là chăm lo cho các học trò của mình. Huấn luyện viên có thể chia sẻ thêm một chút nữa về cái lịch trình một ngày của một cầu thủ bóng đá nữ được không ạ? Rất nhiều độc giả tò mò về điều này. Vâng. Về sinh hoạt cá nhân thì cho phép tôi không thể nói được, tại vì tôi rất là ngại vào vòng các bạn ấy. Thực sự như tôi là vì là nam giới, thì tôi muốn dành cái quyền đấy cho các cái trợ lý huấn luyện viên nữ, thí dụ chị Kim Hồng, cô Chi, cô Nguyệt vân vân. Nhưng mà phải nói là thế này, trong cái một ngày sinh hoạt ấy, thì nữ cũng như nam, nó không có khác gì cả. Đội tuyển nam như thế nào, đội tuyển nữ như thế. Chúng tôi đặc biệt là tôi cũng là một vận động viên, trước kia cũng là vận động viên đội tuyển bóng đá quốc gia. Thì là tôi cũng rất là hiểu và cái chính vì thế tôi là người Việt Nam, tôi rất hiểu kỹ cái tâm lý của người Việt Nam.
Đấy, cái thứ nhất là có những cái buổi họp thì chúng tôi tập trung vào những cái gì ý chính, hoặc là tranh thủ trước buổi tập chúng tôi phổ biến cho các bạn ấy, để cho các bạn ấy rất là thoải mái thôi. Chứ là nếu mà muốn gọi các bạn lên vào phòng họp thì cũng được thôi, nhưng lại phải quần áo rồi lại phải đi lên rồi sắp xếp phòng họp vân vân thì nó cũng nhiều lích kích. Đấy, tôi muốn là để cho tư tưởng các bạn ấy thoải mái thì họp 5 đến 10 phút ở trên sân, phổ biến trong một ngày cái chương trình kế hoạch, hoặc là chương trình kế hoạch trong cả tuần để các bạn nắm được. Thế còn các cái sinh hoạt khác, hoặc ví dụ có cái những cuộc mà đi gặp mặt giao lưu với mọi cơ quan thì là chúng tôi cũng có một cái kế hoạch từ trước, phối hợp cùng với phòng tuyên truyền của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thế chúng tôi phối hợp với nhau để đặt ra những cái ngày, những cái giờ của trong ngày, trong tuần để chúng tôi đi. Đấy là phải nói là chúng tôi cũng vừa tập luyện và vừa phải sinh hoạt như thế. Và nhất là những cái lúc mà chúng tôi đã thành công vừa qua như ở World Cup rồi SEA Games vừa qua thì chúng tôi cũng đi giao lưu với mọi người. Đấy là cái hình thức chúng tôi cảm ơn vừa qua các cái cơ quan báo chí truyền hình đã hỗ trợ chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Thì đây là những cái hình thức là chúng tôi cũng đi để mà cảm ơn lại. Vâng. Phải nói là độc giả này với khán giả này và hỏi những cái câu rất là khó đấy, sắc, đúng khó và hắc búa nữa. Đấy, và tôi ngày xưa thì là cũng là một vận động viên đá cho đội tổng cục đường sắt đến năm 1900 hết năm 83 thì tôi không giải nghệ, tức là tôi không tham gia thi đấu nữa và làm công tác huấn luyện năm 84. Đấy thì và chúng tôi trước đó thì tôi được vinh dự là thay mặt các đội bóng đá của miền Bắc và trong Nam thi đấu, tức là tháng 11 năm 1976. Thế và tôi cũng được đá với anh Tam Lang, anh Tư Lê, anh Cù Sinh, Cù Hè vân vân, đá rất nhiều với các anh ở đấy. Nhưng phải nói là thế này, ở miền Bắc và miền Nam ấy thì bóng đá nó hơi khác nhau một chút. Tức là ngày xưa chúng ta bị chia cắt đất nước ấy, ở ngoài miền Bắc ấy thì đá rất là thực dụng. Đấy, và đá tổng hợp. Ngay từ đấy chúng ta đã đá, tại vì chúng ta tôi không được theo dõi nhiều lắm của các đội ở phía Nam. Nhưng mà miền Bắc chúng tôi được theo đá với các nước xã hội chủ nghĩa, thí dụ là Liên Xô, ngày xưa còn Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, rồi là các đội nữa vân vân, Trung Quốc vân vân. Thế nên là người ta mạnh mẽ lắm. Đấy, không đá nho nhã kỹ thuật đâu như ở trong phía Nam đâu. Nhưng mà khi mà chúng tôi vào đá phía Nam lần đầu tiên năm 76 thì chúng tôi được gặp các anh ấy và phải nói rất là mừng. Thế bây giờ vẫn còn những cái băng ngày xưa mà quay lại cái trận đấu đó đấy, thì là cái mừng sướng hơn là cái được thi đấu. Nói thật với các anh như vậy là thế này, Nam Bắc xung họp một nhà. Thế và cái thể thao và cái bóng đá lại được gặp nhau. Đấy là một cái mà tôi nghĩ là cái sung sướng nhất là đất nước chúng ta trọn vẹn giải phóng, được giải phóng và được hòa bình lập lại. Thế và gặp lại đấy để mà trao đổi kinh nghiệm thôi. Thế và giữa hai cái miền Nam Bắc đá với nhau thì chúng tôi không có hề ăn thua gì cả đâu, không có ăn thua, phải nói thực sự như vậy. Nhưng phải rất là chan hòa và hiếu nghị. Thế nhưng mà cái lối đá của chúng tôi nó khác, nó rất thực dụng. Thế còn các anh ở phía Nam, các bạn ở phía Nam đá thì là kiểu như là amateur, kỹ thuật rất tốt. Đấy, kỹ thuật nhỏ cá nhân rất tốt, nhưng kỹ thuật phối hợp đồng đội thì lại không tốt bằng chúng tôi. Đấy, đấy là phải nói là so sánh như vậy. Nhưng mà kỹ thuật cá nhân của các anh thì là tuyệt vời. Thí dụ dẫn bóng rồi là che bóng hoặc là các thứ. Nhưng mà chúng tôi lại không để cho các anh ấy làm cái động tác ấy. Mà chúng tôi rất áp sát đá. Tại vì hồi đó chúng tôi đá bằng thể lực. Trên là hai cái trường phái gặp nhau. Như bây giờ đội nữ gặp về cái đội thế giới chẳng hạn cũng như vậy. Đấy, thế mà chúng ta phải khắc phục thôi. Thế dần dần mà đá với từng đối tượng nào thì chúng ta phải thay đổi lại cái lối đá, chứ không thể dập khuôn được. Nhưng mà đến bây giờ thì nó khác nhau rất là nhiều rồi. Đấy, nó gần như tất cả đều như nhau. Tại vì nếu mà chúng ta không thực hiện được thì rõ ràng là không có thành tích tốt. Thế và trước kia thì chúng tôi cũng không gặp ai mà nhiều trở ngại đâu. Đấy, chúng tôi không phải đá cá nhân, chúng tôi đá tập thể. Thế cứ có bóng thì phối hợp truyền cho nhau. Mà đặc biệt là chúng tôi không đá bóng dài.
đã cầm bóng tự tin như mà Huy Như nói đấy, đá vào các đội châu Âu, thế giới như thế, cầm bóng truyền được cho nhau, đấy là tốt rồi. Nhưng mà phải nói là gặp những đối tượng người ta rất khỏe, người ta không cho truyền ấy, thì đấy rất là khó. Vâng. Câu thứ hai là cầu thủ nữ nào của Việt Nam mà trong thời gian mà ông dẫn dắt là ông cảm thấy là toàn diện nhất? Vâng, mà nói so sánh thì cũng rất là khó. Tôi huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ từ năm 1997 cơ. Đến bây giờ, cái lứa đây thì bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Và có những cái chị đã có gia đình rồi. Thí dụ như Kim Hồng thủ môn, đấy, rồi Bùi Hiền Lương hiện nay là trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục Thể dục Thể thao, đấy, rồi Bích Hạnh bây giờ là phòng của đội tuyển liên đoàn, rồi Thúy Nga vân vân. Thì là mỗi người và mỗi một cái thế hệ nó đều nó khác nhau cả. Thì ngày xưa các chị đấy là ít được thi đấu lắm, không được thi đấu quốc tế nhiều, chỉ đá trong nước vẹn vẹn có mấy đội Than Quảng Ninh này, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hết. Thế thôi, có ba đội thôi, cứ quanh quẩn như thế ở trong nhà thôi. Thì nên là cái về thi đấu quốc tế, về cái kinh nghiệm mà không được tốt bằng của các em các cháu bây giờ. Và đấy Huỳnh Như nó cũng là một cái con người nó có kỹ thuật của tố chất, khéo léo và nó có tố chất đấy, và chính vì thế với ra nước ngoài nó phù hợp đá với Bồ Đào Nha. Và các bạn ấy huấn luyện viên bên đấy, và tôi luôn luôn là tôi gọi điện cho cái người đại diện cho Huỳnh Như, cũng hỏi thăm Huỳnh Như suốt, thì khen lắm, khen Huỳnh Như lắm. Thì đấy tôi rất là mừng, tức là một vận động viên của chúng ta nữ đã trưởng thành, không phải ở trên đất nước Việt Nam chúng ta mà trưởng thành và có thành tích ở trên đất nước bạn nữa, nên rất là mừng. Và tôi chỉ mong muốn là sau này sẽ có nhiều vận động viên cũng như chị Huỳnh Như đi đá ở các nước như vậy nữa. Một sự thích nghi rất là tốt đúng không? Vâng. Cảm ơn huấn luyện viên. Và câu cuối mà khán giả này hỏi đó là nếu như mà khi mà ông giải nghệ thì ông có nghĩ đến một cái tên nào không có thể thay thế mình? Vâng, thì đến bây giờ thì tôi cũng đã suy nghĩ được mấy cái tên đấy. Tại vì mỗi một con người chúng ta, mỗi công việc mỗi con người có một công việc nó khác nhau, mà cái công việc không thể mà ôm mãi đều làm được để làm việc được. Thế và tại vì cái tuổi tác nó càng ngày càng lớn lên, mỗi năm một khác, sức khỏe nó một khác nữa. Thế tôi mong rằng là những cái huấn luyện viên sau này thì là cũng làm việc tốt hơn tôi, thế và có những thành tích tốt hơn tôi để mà làm cho bóng nữ Việt Nam chúng ta phát triển lên. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi, chứ tôi không thể, vì tuổi tác cũng đã lớn rồi, tôi không thể kham nổi mãi như vậy, như thế này được nữa. Thế và các anh cũng đã biết, mọi người cũng đã biết vừa qua thì là cứ mỗi một mùa giải thì tôi bị sút cân rất là nhiều vì lo lắng công việc, vì lo lắng áp lực. Đấy, phải nói áp lực thành tích. Cứ lo nghĩ liệu có giữ được cái ngai vàng của chúng ta ở trong khu vực Đông Nam Á SEA Games này không. Đấy, và mong mỏi các bạn là luôn luôn khỏe và thi đấu tốt. Đấy là những cái mà cái mong muốn của người huấn luyện viên. Và mong rằng là sau này một huấn luyện viên nào thay thế tôi sẽ làm tốt hơn tôi trong những cái năm vừa qua.